Hi everyone, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Tiếng Anh Bồi của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng IELTS tập 7. Từ vựng đầu tiên, từ này mình nghĩ là nhiều bạn cũng biết. Từ này có hai cách đọc. Cách đọc đầu tiên các bạn đọc là âm ơ, trust, trust. Cách đọc thứ hai các bạn đọc là âm á, trust, trust. Cách nào cũng được, các bạn thấy dễ thì đọc thôi. Đây là động từ, nó có nghĩa là tin tưởng. Ở ví dụ đầu tiên có một số chỗ các bạn cần lưu ý như sau. Từ đầu tiên các bạn cần lưu ý là từ này. Từ này khi phân tích nó ra nó là salesman. Nhưng mà khi đọc nhanh các bạn đọc như thế này. Salesman, salesman. Các bạn nhớ có âm s ở giữa nhé. Salesman, salesman. Từ này có nghĩa là người bán hàng mà người nam đấy. Salesman. Từ thứ hai, từ này các bạn đọc là smiley. Smiley. Từ này có nghĩa là tươi cười mãn nguyện. Từ tiếp theo, từ này các bạn đọc là overly. Overly. Đây là trạng từ, nó có nghĩa là thái quá. Overly. Từ cuối cùng này, từ tự tin này thì các bạn đọc là confident, confident. Cả câu này các bạn đọc như thế này. I'm not sure if I trust that salesman. He is too smiley and overly confident. Ở trong câu này, để mình nhìn xem có chỗ nào nối hợp lý không. Cơ bản thì nó chỉ có một chỗ này nối hợp lý thôi các bạn, đó là chỗ chữ and với overly. Các bạn có thể nối thành and overly hoặc không nối cũng được. Các bạn cứ đọc bình thường cũng được. I'm not sure if I trust that salesman. He is too smiley and overly confident. Confident. Kết thúc bằng âm tờ nhé. Cái chữ này thực sự rất khó các bạn đọc cứ đọc từ từ thôi. Salesman, salesman. Đọc nhanh thì giống như là sale đấy, hay là sale đấy cũng được. Salesman, salesman cũng được, các bạn đọc chữ salesman thì nó dễ hơn. Salesman. I'm not sure if I trust that salesman. He is too smiley and overly confident. Câu này có nghĩa là tôi không chắc là mình có tin tưởng anh chàng bán hàng này không, anh chàng bán hàng đó không, anh ta quá tươi cười mãn nguyện và tự tin một cách thái quá. Ở ví dụ thứ hai các bạn đọc là you can usually trust a Honda motorbike to be a good quality product. Câu này có nghĩa là bạn có thể luôn luôn tin tưởng vào chiếc xe Honda, chiếc xe máy Honda là một sản phẩm tốt. You can usually trust a Honda motorbike to be a good quality product. Từ vựng tiếp theo. Từ này các bạn đọc là chain, chain. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là chuỗi cửa hàng. Chain. Ở ví dụ đầu tiên các bạn đọc là Taco Group also own a chain of vacation resorts in Vietnam. Câu này có nghĩa là tập đoàn Taco cũng sở hữu một chuỗi resort đấy, một chuỗi khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Taco Group also own a chain of vacation resorts in Vietnam. Ở trong câu này nó có một số chỗ các bạn có thể nối như thế này. Các bạn có thể nối chỗ đầu tiên đó là chữ own với ở thành owner. Chỗ thứ hai đó là chỗ chữ resorts, resorts. Các bạn nối với in thành resorts, resorts. Khi nối thì các bạn đọc như thế này. Taco Group also own a chain of vacation resorts in Vietnam.
Ví dụ thứ hai các bạn đọc là Circle K is a popular chain of convenience stores around the world. Câu này có nghĩa là Circle K là một chuỗi nổi tiếng, một chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Bản thân cái chữ circle này trong trường hợp này các bạn dịch nó cũng được mà không dịch cũng được. Dịch thì nó có nghĩa là đường tròn hay là chu vi hay là tuần hoàn, tùy theo ngữ cảnh thôi. Ở đây các bạn không cần dịch. Circle K is a popular chain of convenience stores around the world. Ở trong câu này nó có một số chỗ các bạn có thể nối như thế này. Chỗ đầu tiên các bạn có thể nối đó là chữ is với a thành is. Chỗ thứ hai các bạn có thể nối đó là chữ chain với of thành chain. Chain. Chỗ thứ ba các bạn có thể nối đó là chữ stores với around thành stores around. Khi nối thì các bạn đọc như thế này. Circle K is a popular chain of convenience stores around the world. Từ vựng tiếp theo, từ này các bạn đọc là edible. Edible. Đây là tính từ, nó có nghĩa là có thể ăn được. Edible. Ví dụ đầu tiên, các bạn đọc là Are you sure this pizza is edible? It's been here for 3 days. Câu này có nghĩa là bạn có chắc là miếng pizza này có thể ăn được không? Nó đã ở đây 3 ngày rồi. Ở trong câu này có một số chỗ các bạn có thể nối. Đó là chỗ is với edible, các bạn có thể nối là is edible. Và không, cái chỗ cuối cùng này thì không nối. Thế là chỉ có một chỗ nối này thôi các bạn. Các bạn đọc là Are you sure this pizza is edible? It's been here for 3 days. Are you sure this pizza is edible? It's been here for 3 days. Ở ví dụ thứ hai, các bạn đọc là A lot of wild plants in the jungle are edible for humans and animals. Câu này có nghĩa là nhiều thực vật hoang dã ở trong rừng mưa, ở trong rừng rậm đấy. Nhiều thực vật hoang dã ở trong rừng rậm hay là rừng nhiệt đới đấy. Có thể ăn được cho con người và động vật. Ở câu này các bạn có thể nối một số chỗ như thế này. Chỗ đầu tiên, chỗ lot với of, các bạn có thể nối thành lot of, lot of. Chỗ thứ hai các bạn có thể nối đó là chữ plants với in thành plantin hoặc là plantin. Chỗ thứ ba các bạn có thể nối đó là chữ are thành arable, arable. Mà chỗ này không cần thiết lắm cũng được. Chỗ thứ tư các bạn có thể nối đó là chữ humans với and thành humans. Khi nối thì các bạn đọc như thế này. A lot of wild plants in the jungle are edible for humans and animals. Mà nó nối nhiều như vậy thì nó hơi khó nên các bạn cứ đọc tự nhiên. Chỗ nào các bạn có thể nối thì nối mà không nối thì cũng không sao. Các bạn đọc lại là A lot of wild plants in the jungle are edible for humans and animals. Từ vựng tiếp theo, từ này các bạn đọc là cheeky. Âm y ở đây là âm dài các bạn nhé. Các bạn kéo nó ra. Cheeky, cheeky. Đây là tính từ, nó có nghĩa là không biết xấu hổ. Cheeky, cheeky. Ở ví dụ đầu tiên, các bạn đọc là She is so naughty and cheeky, but I like her. Câu này có nghĩa là cô ấy hư hỏng và không biết xấu hổ nhưng mà tôi thích cô ấy. Ở đây có một chỗ các bạn có thể nối đó là chữ
is với so thành iso. Chỗ thứ hai các bạn có thể nối đó là chữ like với her thành liker. Khi nối thì các bạn đọc như thế này. She is so naughty and cheeky, but I like her. Ở ví dụ tiếp theo, ví dụ này các bạn đọc là look at that cheeky monkey stealing a banana. Câu này có nghĩa là hãy nhìn cái con khỉ không biết xấu hổ đó đang ăn trộm một quả chuối. Các bạn có thể nối chữ look với at thành look at hoặc là look at. Khi nối thì các bạn đọc là look at that cheeky monkey stealing a banana. Look at that cheeky monkey stealing a banana. Từ vựng tiếp theo, các bạn đọc từ này là discount. Discount kết thúc bằng âm n và âm t nhé. Nhưng mà âm t nó quan trọng hơn nên các bạn cứ bắn hơi nó ra. Âm n này thì lướt qua cũng được. Discount, discount. Đây là danh từ, nó có nghĩa là giảm giá. Discount, discount. Cái chỗ này các bạn có hai cách đọc. Một là lên giọng âm đầu tiên, hai là lên giọng âm thứ hai, cái nào cũng được. Một là discount, discount, hai là discount. Các bạn đọc như thế người ta vẫn hiểu. Ở ví dụ đầu tiên, các bạn đọc là foreigners can get a discount if they speak Vietnamese. Câu này có nghĩa là người nước ngoài có thể có được giảm giá nếu như họ nói tiếng Việt. Foreigners can get a discount if they speak Vietnamese. Ở câu này có một chỗ các bạn có thể nối đó là chữ get với a thành getter hoặc gather. Khi nối các bạn đọc lại là foreigners can get a discount if they speak Vietnamese. Ví dụ thứ hai, các bạn đọc là tickets are $5 or less if you get a student discount. Câu này có nghĩa là những chiếc vé $5 hoặc ít hơn nếu như bạn có giảm giá sinh viên. Tickets are $5 or less if you get a student discount. Cái chữ này các bạn có thể đọc là less hoặc là least. Cách nào cũng được, người ta vẫn hiểu các bạn ạ. Tickets are $5 or less if you get a student discount. Từ vựng tiếp theo, từ này các bạn đọc là afford. Afford kết thúc bằng âm d nhé. Afford. Đây là động từ, nó có nghĩa là đủ khả năng, afford. Ở ví dụ đầu tiên các bạn đọc là I wish I could afford my own motorbike. Câu này có nghĩa là tôi ước rằng tôi có đủ khả năng để có một chiếc xe của mình, một chiếc xe máy của mình. I wish I could afford my own motorbike. Ở câu này các bạn có thể nối chỗ là wish với I thành wish I, và chỗ could với afford thành could afford. Khi nối các bạn đọc như thế này. I wish I could afford my own motorbike. Nhưng mà nối nó cũng hơi khó các bạn ạ, nên các bạn không nối cũng được. Các bạn đọc là I wish I could afford my own motorbike. Ví dụ thứ hai các bạn đọc là we can't afford to eat there, too expensive. Câu này có nghĩa là chúng tôi không thể có khả năng, không thể đủ khả năng để ăn ở đó, ở đây. Chúng tôi không đủ khả năng để ăn ở đây. Ở đó chứ, xin lỗi các bạn, chứ there, nó không phải là here, nó là there. Chúng tôi không đủ khả năng để ăn ở đó, quá đắt. We can't afford to eat there, too expensive. Từ vựng tiếp theo,
Từ này các bạn đọc là package, kết thúc bằng âm chờ nhé. Âm này các bạn đọc là âm y, mặc dù nó ghi là a nhưng các bạn cứ đọc là y cho mình, đọc là package. Package đây là danh từ, nó có nghĩa là gói hàng. Ở ví dụ đầu tiên các bạn đọc là Did your birthday package arrive in the post yet? Câu này có nghĩa là gói hàng sinh nhật của bạn đã đến bưu điện chưa? Ở trong câu này các bạn có thể nối chữ package với arrive thành package arrive, mà nó hơi khó nên theo mình nghĩ chỗ này các bạn cứ tách ra cho mình. Chỗ thứ hai các bạn có thể nối đó là chữ arrive với in thành arriving. Arriving, các bạn ngang một chút nhé, arriving. Chỗ này thì các bạn nối được. Các bạn đọc lại khi nối cho mình là Did your birthday package arrive in the post yet? Did your birthday package arrive in the post yet? Ở ví dụ thứ hai này thì có cái từ này các bạn cần lưu ý. Từ này các bạn đọc là wrapped, wrapped, coi như không có âm W ở đây, coi như nó là âm câm, đọc là wrapped. Từ này có nghĩa là bọc hay là gói, wrapped. Và từ này các bạn đọc là secure, secure. Từ này có nghĩa là an toàn hay là chắc chắn đấy. Mà ở trong này tại vì nó có chữ safe thì chúng ta dịch ở đây là an toàn rồi, nên chúng ta cứ dịch cái chữ này là chắc chắn. Secure, secure. Câu này các bạn đọc là I wrapped it up in a package to keep it safe and secure. Ở trong câu này nó có một số chỗ các bạn có thể nối như sau. Chỗ đầu tiên các bạn có thể nối đó là chữ wrapped với it thành wrapped, wrapped. Chỗ thứ hai các bạn có thể nối đó là chữ keep it thành keep it. Chỗ thứ ba các bạn có thể nối là chữ safe với and thành safe and. Khi nối thì các bạn đọc như thế này. I wrapped it up in a package to keep it safe and secure. I wrapped it up in a package to keep it safe and secure. Câu này có nghĩa là tôi gói nó lại ở trong một chiếc túi, một gói hàng đấy, để giữ cho nó an toàn và chắc chắn. I wrapped it up in a package to keep it safe and secure. Từ vựng tiếp theo, từ này các bạn đọc là packaging, packaging. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là bao bì, packaging. Ở ví dụ đầu tiên, các bạn đọc là all this plastic packaging is floating in the world's oceans. Câu này có nghĩa là tất cả những cái túi bao bì nhựa đang nổi ở khắp nơi trên đại dương thế giới. Ở trong câu này nó có chỗ này các bạn có thể nối đó là chữ world với oceans, các bạn có thể nối là world ocean, mà chỗ này hơi khó nên các bạn tách ra luôn đi. Cái từ thứ hai các bạn có thể đọc ngắn gọn đó là từ floating, các bạn có thể đọc là floating. Khi đọc lại thì các bạn đọc như thế này. All this plastic packaging is floating in the world's oceans. All this plastic packaging is floating in the world's oceans. All this plastic packaging is floating in the world's oceans. Ở ví dụ thứ hai, ví dụ này các bạn đọc là the packaging keeps the food fresher for longer. Câu này có nghĩa là
Bao bì giúp giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn. The packaging keeps the food fresher for longer. Các bạn nhớ là âm tờ nhé, không phải là giờ nhé. The packaging keeps the food fresher for longer. Từ vựng tiếp theo, từ này các bạn đọc là shipping, shipping. Đây là danh từ, nó có nghĩa là vận chuyển hàng hóa, shipping. Ở ví dụ đầu tiên, các bạn đọc là shipping usually cost an extra amount of money when buying something. Câu này có nghĩa là vận chuyển hàng hóa thường tốn một chi phí thêm khi mua hàng. Shipping usually costs an extra amount of money when buying something. Shipping usually costs an extra amount of money when buying something. Ở trong câu này các bạn có thể nối chữ cost với an thành caution, mà nó hơi khó nên thôi cứ bỏ đi các bạn nhé. Shipping usually costs an extra amount of money when buying something. Ví dụ thứ hai, các bạn đọc là I want to send this to my uncle. Do you do shipping from Vietnam to America? Câu này có nghĩa là tôi muốn gửi cái hàng này đến chú của tôi. Bạn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ không? I want to send this to my uncle. Do you do shipping from Vietnam to America? I want to send this to my uncle. Do you do shipping from Vietnam to America? Từ vựng tiếp theo. Từ này các bạn đọc là convenient, convenient. Đây là tính từ, nó có nghĩa là thuận tiện, convenient. Ở ví dụ đầu tiên, các bạn đọc là traveling by motorbike is usually the most convenient way to get around. Câu này có nghĩa là đi du lịch bằng xe máy thường là một cách thuận tiện nhất để đi đâu đó, để đi vòng quanh. Traveling by motorbike is usually the most convenient way to get around. Traveling by motorbike is usually the most convenient way to get around. Ví dụ thứ hai các bạn đọc là instant messenger apps like Zalo, WhatsApp and Viber make communication so convenient. Câu này có nghĩa là những cái ứng dụng nhắn tin đấy, những cái ứng dụng nhắn tin. Cái chữ instant các bạn có nghĩa có thể hiểu là kiểu như là nó là cái loại cấp tốc đấy các bạn. Hay là cái loại gì nhỉ? Chúng ta hay nói là instant noodle, có nghĩa là mì ăn liền. Đấy thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa là cấp tốc, nhanh chóng hay là liền đấy. Các bạn hiểu khúc này là như thế. Instant messenger apps like Zalo, WhatsApp and Viber make communication so convenient. Câu này có nghĩa là những cái app nhắn tin như Zalo, WhatsApp hay là Viber tạo ra cuộc nói chuyện, tạo ra sự giao tiếp rất thuận tiện. Instant messenger apps like Zalo, WhatsApp and Viber make communication so convenient. Từ vựng tiếp theo, từ này các bạn đọc là logo, logo. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là logo, logo. Ví dụ đầu tiên các bạn đọc là everyone recognizes the Apple or Windows logos all over the world. Câu này có nghĩa là mọi người công nhận logo của hãng Apple và hãng Windows ở khắp nơi trên thế giới. Everyone recognizes the Apple or Windows logos all over the world.
Ví dụ thứ hai các bạn đọc là we should think of a cool and fashionable logo and put it on a t-shirt. Câu này có nghĩa là chúng ta nên suy nghĩ về một cái logo thật là ngầu và hợp thời trang và đặt chúng vào một chiếc áo và đặt chúng vào chiếc áo t-shirt đấy, chiếc áo phông đấy. We should think of, các bạn nối chữ think với of thành thinker. Và chữ put với it thành put it. Khi nối thì các bạn đọc như thế này. We should think of a cool and fashionable logo and put it on a t-shirt. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.